Xin chào tất cả các anh em. Và ngày hôm nay, đúng như những gì các anh em mong chờ, thì ngoài việc đem đến anh em bộ vi xử lý AMD Ryzen 9 5950X, thì bên kia chúng tôi còn giới thiệu cho các anh em một bộ vi xử lý Ryzen 9 6000X nữa cơ. Đầu tiên chúng ta hãy nói về cái cách mà AMD đã làm nên sự khác biệt lên đến gần 20% khác biệt hiệu năng của dòng sản phẩm 5000 series so với thế hệ cũ ha. Thì các bạn biết là với thế hệ cũ Ryzen 3000 series thì họ đã cải tiện được khoảng tầm trên 10% hiệu năng so với dòng 2000 chỉ với việc là tăng thêm các level 3. Tuy nhiên lần này sự khác biệt chủ yếu nó đến từ việc họ sắp xếp lại những cái core bên trong CDX và CD. Thì với dòng 5000 series chúng ta sẽ không còn khái niệm CDX và CD nữa, bởi vì một CD nó chỉ bao gồm một CDX thôi, và một CDX này nó sẽ có tối đa là 8 x 16 luồng dữ liệu. Như vậy trong trường hợp những cái phần mềm á mà nó không có cần quá nhiều nhân, thì ngày xưa với bộ vi xử lý 3000 series thì nó sẽ có tối đa lên đến là 16 MB/s thôi. Còn riêng trong trường hợp 5000 series thì một nhân bây giờ nó sẽ sử dụng trọn vẹn luôn 32 MB/s L3. Các bạn thấy không? Như là trong trường hợp tốt nhất thì gần như nó tận dụng gấp đôi số lượng các L3. Vì vậy những cái game á vốn từ đó đến giờ nó không sử dụng quá nhiều CPU thì lần này nó sẽ có sự cải thiện cực kỳ lớn. Và đó chính là chuyện mà chúng ta sẽ cùng xem coi nó thực sự đem lại được cái hiệu năng như vậy giống như những gì mà AMD đã công bố hay không. Thì cũng xin chia sẻ các anh em luôn, mặc dù á là cái mấu chốt để đem đến sự khác biệt về hiệu năng chính là việc sắp xếp lại những cái core bên trong một CDX và CD, tuy nhiên AMD cũng chia sẻ luôn cái bí mật nó nằm không phải đơn thuần ở chuyện này mà còn đâu đó 5-6 cái lý do. Ví dụ như là tái sắp xếp lại cái quy trình để giao tiếp dữ liệu v.v.v. Thì cái này chúng ta sẽ không đi quá nhiều bởi vì nó khá là hàn lâm. Nếu các anh em nào quan tâm thì có thể đặt những cái câu hỏi vào trực tiếp bên trong trại trung công nghệ. Thì ở đó không phải có mình mà có cả mấy ngàn anh em có thể chia sẻ thêm rất là nhiều thông tin rất là hàn lâm cho anh em để tham khảo nha. Rồi, như vậy đó là nãy giờ chúng ta chỉ nói thuần lý thuyết thôi. Bây giờ đến phần tiếp theo là chúng ta hãy nói về hiệu năng thực tế mà AMTEC đã test được. Thì trước khi chúng ta nói cụ thể là chúng ta sẽ test những gì trong clip này thì mình cũng xin bật mí luôn cái bộ vi xử lý bên tay phải của mình. Thực ra nó chẳng phải là bộ vi xử lý Ryzen 9 6000X gì đâu các bạn. Nó chính là một cái phiên bản mà AMTEC đã nghĩ ra một cái cách để dùng từ là gì tối ưu hóa, nó chính xác hơn là khái niệm ép xung. Bởi vì khi mà chúng tôi show up cái hình con siêu 59X trên kênh á thì hầu hết anh em đều muốn chúng tôi lôi ra để ép xung, hành hạ nó rồi vân vân và vân vân. Tuy nhiên mình sẽ chia sẻ lý do tại sao nó rất khó ép xung. Tuy nhiên dù sao thì chúng ta cũng làm được một chuyện khá là thú vị. Và hãy đặt cái chuyện chúng ta làm gì đó như thế nào ở phía sau nha. Bây giờ chúng ta hãy cụ thể coi là trong clip này AMTEC sẽ test những gì. Với mong muốn đem đến những cái góc nhìn nó khác biệt dành cho các bạn trên AMTEC Studio. Bởi vì tôi tin chắc rằng đúng cái ngày mà 5 tháng 11 là hết hạn NDA thì rất là nhiều kênh cũng như là rất nhiều mạng xã hội họ sẽ cung cấp rất nhiều thông tin benchmark vân vân về bộ vi xử lý này. Và nó sẽ khá là giống nhau. Vì vậy AMTEC sẽ cố gắng xoáy vào những cái góc cạnh nó khác biệt hơn. Thì trong clip này chúng ta sẽ có hai phần chính, đó là những thông tin mà chúng tôi sẽ testing về gaming, và thứ hai là về cái những ứng dụng để làm việc. Thì đầu tiên nói về gaming đi, chúng ta sẽ có hai nền tảng chính, đó là Intel và AMD. Dĩ nhiên rồi, thì với cái nền tảng Intel thì chúng ta sẽ sử dụng bộ vi xử lý 10900K trên nền qua một chủ Z490. Và với nền tảng AMD thì dĩ nhiên chúng ta sẽ sử dụng bộ vi xử lý 5950X trên tay của tôi ngày hôm nay. Dĩ nhiên thì mình xin nhắc lại đây là bộ vi xử lý đầu bảng của A14 thời điểm hiện tại, thì nó phù hợp hơn dành cho những người mua về để làm việc dựng hình và rendering. Tuy nhiên trong clip này thì các bạn vẫn có thể tham khảo về hiệu năng, bởi vì nó sẽ có hiệu năng khá là tương đồng với những bộ vi xử lý phù hợp hơn dành cho là game thủ, ví dụ như là 5800X hoặc là thậm chí là 5600X. Rồi, chúng ta trực tiếp vào những cái testing ha. Thì thông thường thì các bạn thấy là chúng ta sẽ test những cái game AAA. Tuy nhiên trong clip này chúng ta sẽ test một cái tựa game rất là quen thuộc với các bạn, đó là League of Legends hay còn gọi là Liên Minh Huyền Thoại. Lý do vì sao? Vì thứ nhất, đây là một tựa game ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều người chơi. Và có một sự ngẫu nhiên, đó là trong cái lần ra mắt lần này thì AMD đã giới thiệu cho các bạn đây là một cái tựa game. Khi kích hoạt lên cái tập lệnh DirectX 11 á thì nó sẽ đem đến cái hiệu năng khác biệt lớn nhất trong tất cả các so sánh với lại bộ vi xử lý Intel. Có một số anh em nói đùa rằng á, đây là một bộ vi xử lý là một cái game á, mà mua về để nâng cấp vi xử lý thôi. Thì chúng ta thử xem coi nó có đúng không nhá. Thì với bộ vi xử lý 10900K và 5950X thì chúng tôi sẽ test đầu tiên ở trong cái thử nghiệm là chúng ta hãy chạy toàn bộ automatic.
Thì với cái thông tin mà các bạn xem trên màn hình thì các bạn cũng thấy là bộ vi xử lý 10.900K thì trong hầu hết trường hợp nó sẽ chạy mức xung rất là cao, nghĩa là trên 48 đến 49, rất là cao hầu hết tất cả các core. Theo các bạn thấy là cái behavior của bộ vi xử lý 5950X khi mà chạy game thì nó cũng khá là thú vị, bởi vì chỉ có một số ít core thôi thì nó sẽ chạy với mức xung khá là cao, tầm khoảng 48 đến 49. Tuy nhiên những xung còn lại thì nó sẽ chạy ở cái mức xung dao động tầm khoảng 36 v.v. Để các bạn dễ hình dung một cái option mà hầu hết tất cả các anh em chơi AMD đều rất thích kích hoạt, đó là cái chức năng mở giới hạn của mode chủ, có nghĩa là hay còn gọi là BBO á. Thì khi các anh em kích hoạt BBO thì với cái game này thì nó khá đặc thù, bởi vì các anh em nhìn thấy là mặc dù đã kích hoạt cái tập lệnh Direct 1 là một cái tập lệnh giúp cho việc tận dụng phần cứng tốt hơn, chứ còn thật ra về chất lượng hình ảnh nó hoàn toàn same khi mà các anh em chơi Direct 9 trên cái tựa game lên điện thoại. Thì các anh em thấy là cái lượng CPU được sử dụng nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và khi các anh em kích hoạt cái BBO này á thì có một sự đáng lưu ý là cái số lượng cái nhân mà có cái xung cao thì nó sẽ lên nhiều hơn so với lại khi các anh em để toàn bộ vi xử lý này chạy mặc định 100%. Tuy nhiên bù lại sẽ có một số nhân nó chạy với cái xung nhiệt thấp hơn. Lý do là các anh em hiểu hình dung không? Bởi vì cái khả năng làm việc của board chủ nó có giới hạn thôi. Nếu chúng ta ưu tiên để kích những cái xung cao thì những cái xung còn lại nó phải hoạt động ở xung nhiệt thấp hơn. Rồi, với ba cái thử nghiệm này thì các bạn đã thấy được một số cái behavior chung của hai bộ vi xử lý đang đứng đầu hiện nay, đó là 5950X và 10.900K. Tuy nhiên á, cái thử nghiệm cuối cùng thì các anh em thấy là sự khác biệt khi chúng tôi đã tối ưu hóa bộ vi xử lý này khi chạy tất cả các core tầm mở xung rất là cao, đó là 4GB thưa các bạn. Và chỉ có một core chúng ta chạy ở mức xung rất là thấp là 38. Thì các anh em thấy á, là đây là kết quả mà chúng tôi đã ghi nhận bằng phần mềm Afterburn. Thì các anh em thường các anh em xem benchmark, các anh em sẽ chú ý những gì? Các anh em chú ý đến khung hình thấp nhất, khung hình cao nhất, rồi khung hình average. Tuy nhiên mình chia sẻ các anh em luôn, thực ra là ngay cả khi các anh em quan tâm đến average thì nó cũng không đúng đâu. Bởi vì các anh em thấy là có những máy á, chơi rất là khung hình rất là cao, nhưng mà tại sao anh em lên vẫn complain tại sao máy em nó là lắc, nó giật khi mà combat v.v. Thì trong cái clip này mình cũng xin chia sẻ các anh em cần quan tâm thêm hai cái giá trị nữa. Đó chính là cái 1% low frame FPS và 0.1% low FPS. Nói sao anh các anh em dễ hình dung ha. Ví dụ anh em chơi game trong một thời gian rất là dài thì nếu như các anh em chia một khoảng cực kỳ nhỏ thời gian đó nằm khoảng 1% hoặc là 0.1% á, thì cái phần mềm này nó đo được cái thời gian mà khung hình thấp nhất nó trả về là như thế nào. Hay nói cách khác, nếu những bạn mà cực kỳ serious về game, về việc farm lính hoặc là những người chuyên về esports á, thì những cái giá trị 1% và thậm chí là 0.1% này nó mới chứng tỏ được đó là sự ổn định trong cái thời gian dài và xuyên suốt trong quá trình bạn chơi game. Và cả trong 4 trường hợp, đó là Intel Automatic, AMD Automatic, AMD BBO và AMD đã tối ưu hóa, các bạn thấy rõ ràng là lần này AMD đã làm được đúng chuyện mà họ cam kết, đó là sau khi kích hoạt Direct 11 thì cái khung hình của AMD luôn luôn vượt trội hơn so với Intel. Tuy nhiên các bạn thấy là cái 0.1% low FPS thì Intel vẫn rất là ổn, các bạn thấy không? Như vậy là bản chất ra thì bộ vi xử lý Intel vẫn có cái thế mạnh của nó, bởi vì cái xung nhiệt của nó giữ được cái mức cực kỳ cao trong thời gian liên tục luôn. Rõ ràng với một cái tựa game như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà các bạn sử dụng một bộ vi xử lý đầu bảng như là con 10.900 hoặc là con 5950X hoặc tương tự là 5800 hoặc 5600 thì các bạn sẽ có hiệu năng thế nào với cái card đồ họa cũng là trong giấc mơ của anh em luôn. Thì trong cái phần benchmark này chúng tôi sử dụng card đồ họa 3080. Và cái này nó hơi ngoài một tí thôi, các anh em tiện thể xem, bởi vì đó giờ không ai mà lấy liên minh điện thoại ra benchmark đó, thì tiện thể các em sẽ đặt câu hỏi luôn. Tụi tôi là chơi liên minh rất là nhiều ở Việt Nam, tuy nhiên á là nên đầu tư CPU hay là GPU cho cái game này? Thì tiện thể các anh em cũng thấy là ông Tech cũng rất là hài hước khi lôi luôn con card đồ họa là GTX 1050 Ti 4 năm tuổi ra để mà test thử. Và một điều bất ngờ cho các anh em là gần như á, các anh em chỉ có thể dĩ nhiên mình nghĩ là không ai mà build cái máy như vậy, trường hợp là các anh em có cái card cũ thôi và build một cái nền tảng mới và muốn để dành tiền để all in cho một cái card mạnh thôi. Thì với game liên minh điện thoại và ngay cả khi các anh em kích hoạt luôn đến 11 thì sự khác biệt giữa card đồ họa 3080 đầu bảng và GTX 1050 Ti là nó khá là thấp thôi các anh em. Như vậy là bộ vi xử lý AMD làm rất tốt việc của mình, nó khiến cho khung hình trung bình, khung hình min v.v. nó đều rất tiệm cận khi mà các anh em đổi giữa hai cái đồ họa này. Cái sự khác biệt họa chăng ở đây á, nó chỉ nằm ở việc là cái phần trăm GPU load của con card
một con không TI thì nó gần như là maximum, nó khoảng 80-90%, trong khi đó phần trăm load GPU của 3.0 là cực kỳ thấp. Như vậy là những bạn đang sử dụng những GPU mạnh vẫn có thể những có những cái lợi thế khi mà chơi game lên điện thoại, bởi vì nếu bạn là streamer, các bạn vừa chơi game, các bạn vừa stream thì các bạn có thể dùng GPU bên cạnh việc dựng hình 3D, các bạn hay dùng GPU để encode khi mà live stream. Hiện nay các bạn biết, sắp tới Đàm Tech cũng sẽ làm riêng cho các bạn một clip hướng dẫn các bạn sử dụng GPU để live stream chứ không phải dùng CPU ngày xưa nữa. Vì vậy việc các bạn phải dùng hai PC để live stream là chuyện của ngày xưa. Còn bây giờ các bạn dùng một PC và dùng GPU để có thể vừa chơi game nhanh và vừa hay stream cực kỳ smoothly. Bên cạnh cái tựa game liên minh điện thoại thì chúng tôi cũng test nhanh cái bùi giặc bằng cái toolband của tựa game CSGO. Thì các anh em thấy một lần nữa, với một cái tựa game mà có cái frame per second cực kỳ cao, thì gần đây có một số anh em nói đùa là để sử dụng những cái màn hình 240 hoặc là 36 thì chỉ có thể chơi CSGO thôi. Thì đúng thật các anh em ạ, với cái benchmark này chúng tôi dễ dàng đạt được cái mức frame là trên 500 FPS, và thậm chí với AMD chúng ta đã tiệm cận ngưỡng 700 FPS rồi. Thì với những cái frame FPS nó cao như vậy thì các anh em mới thấy là cái sự khác biệt mà khi bộ vi xử lý AMD nó kích hoạt lên so với lại bộ vi xử lý Intel. Như vậy lần này ở điểm hiện tại khi ra mắt vào ngày 5 tháng 11, bộ vi xử lý AMD chính thức là bộ vi xử lý hoàn diện nhất trên thế giới hiện nay, vừa là bộ vi xử lý có khả năng chơi game tốt nhất, và dĩ nhiên nó vẫn là bộ vi xử lý có khả năng làm việc tốt nhất. Cụ thể là những anh em đang sử dụng những bộ vi xử lý như là 10900K hoặc là 395X, và đặc biệt tôi biết mấy ông 10900K là cay lắm đây, tuy nhiên sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Có một cái an ủi nhẹ các anh em là dầu sao thì bộ vi xử lý này khi ra mắt nó cũng sẽ tầm giá trên 20 triệu đấy, và hiện nay các anh em đã tiết kiệm được đâu đó trên 5 triệu rồi khi mà các anh em mua 10900K. Và thật ra 10900K cũng là một bộ vi xử lý rất là tuyệt vời thôi, tuy nhiên nó không sinh ra để cạnh tranh về render với những bộ vi xử lý như là 395X hoặc là 595X chúng ta ngày hôm nay. Với cái phần này thì mình nghĩ mình test nhanh thôi, đó là Amtech sẽ test bằng phần mềm Blender, bởi vì đây là một cái phần mềm mà gần đây Amtech test rất là nhiều, bởi vì nó miễn phí và các anh em hoàn toàn có thể tham chiếu được. Thì đầu tiên, khác với lại phần game thì rõ ràng khi làm việc á, chúng ta đều sẽ có một cái khuynh hướng là sẽ set làm sao cho tất cả các con nó chạy đồng bộ với nhau, bởi vì đó là cái trường hợp đem đến hiệu năng cao nhất dành cho các anh em khi dựng hình và rendering. Thì với bộ vi xử lý 10900K chúng ta sẽ chạy ở mức xung đồng bộ là 5G, bộ xung trong mơ của tất cả các anh em đúng không ạ? Thì tuy nhiên bộ vi xử lý này nó chỉ có 10 nhân và 20 luồng dữ liệu mà thôi, vì vậy nó sẽ cán đứt ở tầm trên 6 phút. Tiếp theo đó chúng ta sẽ quay về một bộ vi xử lý nó đã có hơn 1 năm tuổi, đó là bộ vi xử lý Ryzen 9 3950X. Ngày xưa nó cũng được bán với giá tầm trên 20 triệu. Thì nó sẽ cán đứt với cái mức là tầm hơn 4 phút và 10 giây cỡ đó. Như vậy là sự khác biệt cũng đã khá là lớn đúng không anh em? Nếu như so sánh với bộ vi xử lý 5950X thì Amtech sẽ hé lộ cho anh em luôn cái kết quả mà khi các anh em rendering với cái mức xung mà Amtech đã tối ưu hóa là tất cả các core chạy mức xung 47 thì nó sẽ đạt ngưỡng chỉ tầm trên 3 phút được các anh em ạ. Như vậy là với phép thử rendering thì các anh em sẽ biết luôn cái đáp án là bộ vi xử lý 3950X nó sẽ thua đâu đó tầm sấp xỉ 25% so với lại bộ vi xử lý 5950X nếu như các anh em tối ưu hóa theo cách của Amtech. Còn hầu hết trong các trường hợp, nếu như các anh em làm việc bình thường trên Adobe hoặc là các anh em render với độ mặc định con siêu này thì cái phần trăm nó chênh lệch nó sẽ thấp hơn một tí, tầm khoảng trên 10-15% mà thôi. Và rất nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi là anh ơi, mua bộ với 5000 series thì nó có nhanh hơn khi dựng hình hay không? Mình trả lời là có, tuy nhiên các bạn sẽ cực kỳ khó nhận ra. Tại sao là có? Bởi vì căn bản á, mình nói rồi, khi các anh em sử dụng Adobe khi dựng hình thì cái phần trăm CPU nó sử dụng không nhiều. Cái việc mà các anh em dựng hình có smooth hay không á, nó thuộc vào xung nhịp cũng như là cái hiệu năng của cái đơn nhân. Vì vậy với cái bộ vi xử lý 5000 thì mình tin chắc rằng trải nghiệm của anh em khi mà dựng hình nó sẽ tốt hơn, đúng không? So với lại bộ vi xử lý 3950X. Thực tế khi mình sử dụng thì mình cũng không cảm giác sự khác biệt quá nhiều đâu khi mà sử dụng giữa 10900K và 3950X. Vì vậy mình tin chắc rằng khi các bạn sử dụng 5950X thì hiệu năng nó sẽ có cải thiện, tuy nhiên sự khác biệt nó cũng sẽ không quá nhiều. Còn về khi rendering thì kết quả đã chứng tỏ rồi. Và đến thời điểm này thì có lẽ các anh em chỉ quan tâm một chuyện cuối cùng mà thôi, Amtech đã tối ưu hóa con siêu như thế nào và tại sao Amtech lại gọi cái này là tối ưu hóa mà không phải là ép xung. Và tuy nhiên á, là trong cái khuôn khổ clip này thì có lẽ là chúng ta đã quá dài rồi. Vì vậy á, nếu như các bạn thấy video clip này bổ ích, các bạn thấy các bạn mong muốn có được cái chia sẻ chúng tôi nhiều hơn về cái cách tối ưu hóa bộ vi xử lý này, làm sao để ép xung được bộ vi xử lý này, tối ưu hóa hiệu năng của nó, thì các bạn hãy để lại một like, một share
và bấm vào cái chuông để là người đầu tiên nhận được những cái thông tin về cái clip mới của chúng tôi về việc làm sao để tối hóa bộ VC này nhé. Và đừng quên rằng chúng tôi và rất nhiều anh em luôn sẵn sàng giải đáp tất cả các anh em trong cái thời gian các bạn đang chờ đợi view clip trên group Trại Đầu Tư Công Nghệ. Và lời cuối cùng, xin thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin chân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau.